Em không muốn thua chứ. À, em bị thua à? Em thua một lần. Thì em bị thua một lần rồi. Thế là bạn Vinh đã nhận phần thua, nhưng mà mới chỉ thua một vòng thôi. Còn chung cuộc là Vinh thi tiếp thì Vinh sẽ thắng nha. Mời đây nhá. Bây giờ hôm nay hai bạn Tiến Minh và bạn Xuân Vinh sẽ tham gia thử thách các hình vuông trong trò chơi con bạch tuộc nhá. Thì bạn Tiến Minh này và bạn Xuân Vinh có hai cái quy này. Hai bạn sẽ cắt một cái hình vuông ở trong giữa cái bánh và cắt là không được vỡ. Đây, bắt đầu. Hai bạn bắt đầu. Bạn nào mà làm vỡ thì là bạn ấy sẽ thua nhá. Bạn đi sẽ thua. Vâng, bạn Xuân Vinh tập trung đi. Vinh nhanh thắng. Nếu mà vỡ cái bánh quy thì thôi, thế là bạn Xuân Vinh thua rồi. Rồi bạn Tít, bạn Tiến Minh chơi tiếp. Nếu mà vỡ thì là cũng là thua. Nếu thua thì trò chơi lại bắt đầu quay lại từ đầu. Bạn rồi. Bạn Vinh thua thì bạn Vinh ngồi nghiêm túc ngồi vào chỗ cũ. Thua thì vẫn phải tiếp tục nghiêm chỉnh. Ngồi bạn. Ngồi vào, ban giám khảo lại cấp cho bạn một cái bánh quy mới. Bạn tiếp tục cắt. Đây, bạn ngồi về chỗ cũ. Đây. Chỉ có 5 lần lặp lại thôi. Đấy. Bạn cắt đi, nếu mà vỡ thôi. Nếu mà để vỡ bạn sẽ thua, bạn phải nhìn. Bạn nhìn đánh tít này. Quay ngược lại, đấy, cái đầu kia, đấy, cái đầu đấy. Cắt từ từ thôi. Cắt thật chậm thôi. Chứ còn không ấn mạnh cái là nó vỡ đấy. Không có thời gian, không thể hạn. Không cần thời gian. Bạn nào cắt xong trước thì bạn ấy thắng. Bạn Vinh chưa chắc ta thắng. Thôi, thế là bạn Xuân Vinh lại vỡ lần nữa rồi. Vinh gây đôi. Lại vỡ rồi, Xuân Vinh không có kiên trì. Bạn Xuân Vinh ăn à? Thế thì hứng vào. Xuân Vinh chỉ còn có 3 lần cuối cùng. Ăn hết cái đấy thì rồi tiếp tục là ban giám khảo lại cấp cho bạn Xuân Vinh một cái bên nữa. Bạn Xuân Vinh chỉ có 5 lần lặp lại thôi, bạn nó kêu 2 lần rồi. Bạn còn 3 lần. Mời bạn Xuân Vinh về chỗ. Đang thi cử, mời bạn về chỗ. Chỗ kia cơ mà. Ngồi về chỗ thì xem bạn Tiến Minh cắt bánh. Tình hình thì bạn Tiến Minh thì cắt ra thành hình chữ nhật rồi. Hình vuông không à? Không, từ đây rồi. Hình vuông to à? Cắt hình vuông bé có phải dễ không? Hình vuông to cho nó dễ nhìn. Em lại. Mời bạn Xuân Vinh về chỗ ngồi. Bạn Xuân Vinh không thi thì bạn Xuân Vinh ngồi ăn bánh đi. Ăn bánh đi. Ngồi vào chỗ ngồi chỗ ăn. Ăn đi xong rồi không con Halloween nó cười cho.
Đây, mời bạn cầm thêm cái bánh nữa về bạn tiếp tục bạn thi đi. Bạn làm vỡ hai cái rồi. Xong rồi bạn đang thi với anh tiếp à? À, bạn ấn thế rồi bạn lại gãy cái nữa rồi đấy. Đây là vỡ rồi. Không không được đập vỡ ra vì nó đập vỡ nhiều quá thì nó bánh vỡ nhiều. Ngon quá. Ngon ngon thì mời bạn vào đây ngồi. Bạn không thi thì bạn vào đây làm khán giả. Rơi cái là đường nó rơi hết cái này. À, bạn Xuân Vinh ngồi vào kia, đang thi cử mời bạn ngồi về chỗ ngồi. Lạnh cũng phải ngồi vào chỗ ngồi, đang thi mà. Bạn ngồi vào kia, bạn ăn nốt cái bánh đi. Bạn không béo. Bánh này nó không béo được. Không sao, luật chơi miễn làm sao rồi. Cắt được hình vuông ở trong. Này bạn Vinh ngồi ghế nào? Bạn Vinh ngồi vào ghế nghiêm chỉnh nào. Ngồi vào ghế. Em muốn ngồi dưới đất. Tình hình là hai thử thách này. Hai bạn về cơ bản là không hoàn thành. Một bạn thì vỡ ba cái chén bánh luôn. Còn một bạn đang làm không biết bảo quản. Ha. Ngon quá. À? Nào. Ngon quá thì lại ra chỗ ghế kia ngồi tiếp tục chiến đấu. Nào không nhảy nữa. Đây 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 đấy, bánh này là bánh thi. Ôi giời, lại cắn vô cho bánh thi à? Đấy, vỡ hết cả ra rồi. Đâu bạn Tiến Minh, bạn Tiến Minh chiến thắng rồi. Đây là vòng một thử thách, bạn Tiến Minh đã chiến thắng. Các hình vuông bạn Tiến Minh đã thắng. Bạn thua cuộc là bạn Xuân Vinh. Bạn Xuân Vinh về chỗ để nhận giải thua cuộc nào. Thứ hai là hình tam giác. Hả? Hả? À, em muốn thắng à? Em muốn thắng mà em lại bỏ cuộc thi à?
Thôi bây giờ bố sẽ tổ chức để mà cho con thắng. Con sẽ về để tổ chức cuộc thi tham ăn. Nghe nghe đi. Đúng rồi, thế bây giờ tổ chức cuộc thi ăn bánh quy nhá. À, thì về chỗ bố trao giải thắng cho con. Nào, về chỗ bố trao giải thắng cho con đi lên. Về chỗ bố trao giải thắng cuộc cho con. Con về chỗ đi, bố sẽ trao giải thắng cuộc cho con nào. Anh Tít bỏ xuống nào. 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 Phân Minh về chỗ bố sẽ trao giải thắng cuộc nào. Con muốn thua đâu. Ừ đúng rồi, con không thua, cho anh Tít thua nhá. Cho anh Tít thua nhá. Nào, về chỗ nào. Anh thắng rồi mà. Không, chưa thắng. Đâu, đây mới là vòng 1 thôi. Đấy, đi về, 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 chưa thắng chung cuộc. Về chỗ đi, bố sẽ trao giải thắng cuộc cho Vinh nào. Đã đến vòng, đã đến vòng. Đây 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 đây. Đây chỗ sẽ trao giải thắng cuộc. Tìm vỡ rồi. Ở đây thì lấy cái này. Đã đến vòng bán kết đấu. Tìm vỡ. Đây, thì cầm cái bánh về thì sẽ trao giải thắng cuộc ta nhé đây. Cầm bánh về chỗ rồi ngồi. Nào, ngồi vào để trao giải nào. Đấy, ngồi vào chỗ kia thì trao giải. Đây, chung cuộc là bạn Xuân Vinh thắng cuộc từ dưới lên trên. Bạn Xuân Vinh thắng cuộc từ dưới trên, còn bạn Tiến Minh thua cuộc từ trên xuống dưới. Hoan hô, vỗ tay. Vỗ tay cho Xuân Vinh thắng cuộc. Đấy. Hai bạn giơ đĩa lên. Hả? À. Ai thua? Anh Tí thua à? Ờ thì con thua, con lại nhận để thua. Thế à? Thế thôi nha. Đã nhận giải thua thì thôi, cuộc thi kết thúc nha. À, Xuân Vinh thắng cuộc rồi. Mình thua làm sao? Em bị chui trong này. Em không thể thắng mà. Em không thắng được à? Vâng. Tại sao em lại không thắng được? Không để em không ngồi đây. Em bị rơi cả cái bánh. Bánh rơi. Bánh rơi à? Bánh nổi cái. Và bánh mẹ. Bánh bị vỡ à? Bánh bị vỡ trong này mà. Mang đây cho ban giám khảo xem. Bánh bị mẹ. Hình vuông.